Tèo 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 tèo. Ây yo, ây yo, ây yo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã tới phần tiếp theo của Minecraft Vua Hải Tặc. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhá. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Thì các bạn ơi, tập trước mình biết thừa rồi, cái trái Gomu Gomu ấy không phải trái của Sanji, là trái của Zoro. Mình nói nhầm một tí thôi, làm gì anh em căng nhỉ. Thì như anh em thấy là trên tay của mình ấy đang là trái của Phượng Hoàng Marco đúng không? Và mình đã nói vậy cả từ đầu rồi, chắc chắn là mình sẽ không bao giờ mình ăn trái này các bạn ạ. Vì thế mình quyết định là mình sẽ không ăn nhá. Mình sẽ để nói thế thôi chứ mình sẽ ăn thử để xem cái sức mạnh của nó như nào anh em ạ. Đó. Thì hôm nay thì mình sẽ test thử sức mạnh của trái Torinomi nhá. Đó, rồi từ từ thì chúng ta có thêm sức mạnh của mấy trái khác thì chúng ta sẽ thu thập đã. Bởi vì trái này cũng bay được ấy, hôm qua mọi người cũng nói mình là trái này bay được cho nên mình quyết định mình sẽ ăn thử các bạn ạ. Bây giờ cũng muốn test thử sức mạnh nhá. Đây, mình chọn chữ R đúng không? Bây giờ thì mình đã mất hết kỹ năng kiếm pháp rồi. Và bây giờ thay vào đó là mình sẽ có những cái kỹ năng của Phượng Hoàng. Ui, nhiều chiêu thế. Wow, anh em ơi, nhiều chiêu cực. Con này có tới tận 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiêu luôn. Ui, con này là một con thuộc hệ Doan thần thoại đấy anh em, cho nên nó có khá là nhiều chiêu. À mà các bạn đừng quên nhá, dù xem video các bạn có thấy hay thế nào đi nữa thì các bạn cũng đừng quên là dù các bạn có thấy hay nhưng mà các bạn muốn xem clip tiếp theo thì các bạn vẫn phải like đấy nha. Nếu clip này mà đạt được con số đó chính là, đúng rồi đấy, 2000 like thì chúng ta sẽ tới với tập tiếp theo vào ngày mai. Ok chưa anh em? Thì chúng ta cũng cố gắng hoàn thành cái CZ này trong vòng 20 tập đi ha. Vâng, hoàn thành cái series này trong vòng 20 tập đi để chưa một là chưa gì ấy. Ua, mình tưởng là mình đốt đó cơ. Cái series này cũng cố gắng hoàn thành trong 20 tập hay 30 tập gì đó để chúng ta có thể tới với series mới à. Ủa sao mấy cái tuyệt kỹ con này nhìn lạ quá rồi. Mình không hiểu cái tuyệt kỹ này là tuyệt kỹ gì. Đây. À, biến thành con đại bàng ấy hả? Chưa một mình biến thành con đại bàng mới có thể bay lên thì phải. Ủa, con đại bàng này không bay được anh em ạ. Gì ấy? Đại bàng ở đây. Các bạn ơi, cái này không biết là mình rơi xuống nước thì mình có bay lên được không ta. Mình nghĩ chắc là có đấy anh em. Được không các bạn? Khác gì mình đang chơi ở chế độ sáng tạo đâu hèn. Thì mình xài thử chiêu 4 nào. Mình không hiểu lắm mấy cái tuyệt chiêu ở đây xài thế nào. Nhưng mà bây giờ mình có thể dễ dàng hơn trong việc đi tìm mấy ngôi làng hay đi tìm mấy cái gì đó hay ho ha. Chiêu 5 thì sao? À chiêu 5 thì có tăng tốc đấy bạn. Biết phải không? Chiêu 5 như tăng tốc. Hay là bắn trưởng dưới. Chiêu 5 là bắn trưởng anh em ạ. Chiêu 6 thì sao? Ui. Ui ghê ấy. Các bạn ơi, chiêu 6 như kiểu là chúng ta sẽ gọi là có một cú nhảy từ trên trời nhảy xuống á. Được nha. Đây mình làm lại cho anh em xem nhá. Ở dưới kia có rất là nhiều lợn đúng không? Nhưng mà cái chiêu này chắc là hồi phục hơi lâu này. Các bạn nhìn nhá, một phát. Boom. Chết hết là lợn phía dưới rồi. Mình không biết là chiêu này bao nhiêu đam luôn. Nhưng mà chắc chắn là đây một chiêu mạnh nha anh em. Và mình biến này thành người đi. Đó. Khá là ok chứ đúng không nào? Đó. Nói chung là đây là một trái rất là mạnh nha, nếu mà ố, đây là dạng khác ấy à? Bay được. Dạng nào cũng bay được các bạn ạ. Chất. Ui, chiêu 4 thì sao? Chiêu 5. Bắn, chiêu 5 chắc là bắn trưởng anh em ạ. Để mình thử bắn con lợn xem bắn được không nhá. Như cái chiêu này bắn gần hay sao? Bắn chết con lợn luôn. Chiêu 6 có đáp được không? À, chiêu 6 phải biến cái dạng Phượng Hoàng kia mới đáp được anh em ạ. Hay à. Đây, vậy là bây giờ chúng ta biến thành người để xem nhá. Biến thành người để xem là mấy cái tuyệt chiêu nó xài như nào. Bây giờ mình sẽ xài chiêu 5 đây. Không được à? Chiêu 6 cũng xài được. Nói chung là chúng ta phải biến thành Phượng Hoàng thì chúng ta mới xài được. Cái chiêu này là chiêu hồi máu nhá. Ok, vậy là mình sẽ biến thành con Phượng Hoàng bay đây. Mình sẽ tiếp tục bay quanh cái vùng này để xem có gì hot không. Nói chung đây là một trái ác quỷ nên xài anh em ạ. Trái này mà mình dùng để đánh rồng Ender thì cũng còn gì bằng nữa, đúng không? Ấy, tìm được một ngôi làng rồi. Chắc là mình sẽ gọi là ở đợi ở ngôi làng này một thời gian nào. Và mình có rất là nhiều bạn có kinh nghiệm chơi Minecraft đấy anh em. Có rất là nhiều bạn có kinh nghiệm chơi Minecraft từ từ. Đây, có rất là nhiều bạn có kinh nghiệm chơi Minecraft thì các bạn ấy có bảo với mình ấy là ở mấy cái giếng đâu rồi? Mấy cái giếng đâu rồi ta? Cái giếng làng này, khi chúng ta đào thẳng xuống từ mấy cái giếng làng này thì chúng ta sẽ tìm thấy chúng ta sẽ xuống được với lại gọi là
Ender, Ender kia đúng không các bạn? Stronghold à? Mình không biết có phải hay không nhá. Để mình thử đào xuống xem ha. Mình sợ đào xuống dưới mà gặp nước thì mình cũng toác mất anh em ạ. Và cái trái này là một trái mình rất là cần nhá. Trái này là một trái mình rất là thấy rất là ngon. Thì thế mình quyết định là mình sẽ giữ mình xài luôn. Thì có vài bạn bảo với mình ấy là ủa gì á? Có vài bạn bảo với mình ấy là chỉ cần uống sữa bò thôi là mất năng lực trái quỷ. Nhưng mà thực sự là mình không muốn mất đâu anh em ạ. Mình muốn giữ cái năng lực trái quỷ này. Cho nên là mình cứ giữ đây để mình xài ha. Ủa mình vẫn đang là con đại bàng ấy hả? Từ từ để mình xài biến đây thành người đi. Đây mình đã biến đây thành người rồi các bạn ạ. Bởi mình muốn đào xuống dưới này. Hết gỗ rồi hả? Chắc ra chặt tí cây. Bây giờ nhá, chúng ta phải gọi là tránh cái việc đi xuống dưới nước anh em ạ. Đi xuống dưới nước là không có bước lên được đâu. Biết vậy lúc đầu mình chọn hệ người cá. Hệ người cá sẽ không bị ná thở dưới nước các bạn ạ. Mình đang thắc mắc là lỡ mai mình ăn trái của Kaido thì mình có bị chết không anh em? Cũng không biết nha. Nói chung là ăn trái của Kaido là trái cá thì mình rơi xuống nước thì nhìn nó chả mất máu à. Nhưng mà lúc mà làm cái mod này chắc nó cũng chưa biết là Kaido ăn trái cá cá đâu ha. Nó cũng chắc là bọn làm mod này cũng nghĩ là Kaido ăn trái rồng thôi. Bởi vì là hồi xưa thì ai chẳng nghĩ là Kaido ăn trái rồng. Hóa ra Kaido lại là người ăn trái cá anh em ạ. Mà mình cũng chả biết là có đúng hay không. Nó chỉ là giả thiết thôi. Mà giờ cứ đào xuống dưới đó hả. Mình đào xuống dưới xem mà có tới Stronghold nha. Mình đào xuống tầng mười mấy. Mình không biết Stronghold là tầng mấy ấy, nhưng mà hy vọng là đừng có chết bởi mấy quả xàm xí đú ha. Mình sợ đào xuống dưới cái nó gặp phải cái kia thôi. 43 này. Đây nhá, để tôi sẽ giải đáp. Bởi vì tôi cũng chưa thử bao giờ ấy. Mình nghe tiếng lava rồi anh em ạ. Mười mấy rồi đây. 29 đây nè. Nếu mà đào thẳng xuống dưới mà không có sông hâu thì là sao anh em đừng tin mấy cái lời như vậy nhá. Bởi vì có rất là nhiều người nói với mình ấy là đào xuống dưới là sẽ... Ui, ghê quá vậy. Mình có cảm giác bất đan anh em ạ. Mình sẽ đào cổ này đi. Đào cổ này là tránh cái tình trạng bị chết ngu anh em ạ. Bạn nào mà mới chơi thì anh em cứ đào cổ này nhá. Nếu anh em muốn mình chết ngu thì anh em cứ đào cổ này cho mình. Ở xung quanh mình toàn lava thôi. 11 rồi các bạn ơi. Vậy là những lời nói đó là những lời bốc phét nhá. Các bạn ấy bảo là đào đào cái kia là sẽ có nhưng mà bốc phét hết anh em ạ. Để mình biến cái Phượng Hoàng bay lên. Đây. Thấy chưa? Lừa cả anh em ơi. Lừa cả. Các bạn kêu là đào từ mấy cái giếng làng đào xuống là sẽ ra cái sông hâu. Nhưng mà mình đào xuống tít dưới kia là không phải nhá mọi người. Câu trả lời là không có sông hâu nào ở dưới đây hết. Cho nên anh em đừng có nghe lung tung. Nói chung là cũng có nhiều giáo sư tiến sĩ biết tuốt ở trên mạng lắm. Như kiểu là ai cũng biết hết đấy. Nhưng mà thực sự là chả biết cái gì hết. Đó. Thì tôi cũng chỉ muốn chứng minh cho mọi người thôi. Mọi người biết là những cái lời nói đó là sai. À mất máu nha. Trị liệu. Sơ. Các bạn đã trị liệu ghê không? Ui. Trị liệu hồi đầy cây luôn. Các bạn hãy xem đây. Chiêu số 6. Bùm. Nhấy. Ui. Mạnh. Mạnh quá. Bây giờ mình thử vào mình áp dụng với một con thuyền nào nhỉ? Mình nghĩ là mình nên áp dụng với một con thuyền để xem nó thế nào các bạn ạ. Chứ cái năng lực tài ba như mình như này mình không nên, mình mà không đi áp dụng một con thuyền thì nó hơi phí à. Ủa sao người của mình nó cứ nhìn nó như kiểu con ngỗng ấy anh em ạ. Như kiểu con vịt quay Bắc Kinh ấy. Chứ không giống một cái con Phượng Hoàng lắm. Các bạn thấy giống Phượng Hoàng không? Mình nghĩ là bật chiêu thứ hai ấy thì sẽ giống Phượng Hoàng hơn. Từ từ mình xuống mình bật chiêu thứ hai à. Mình phải rớt xuống đã. Đó. Mình sẽ biến thành nhân vật thứ hai. Nhân vật thứ hai bay nhìn nó đẹp hơn anh em ạ. Ấy. Mặt nó hơi ngu ngu nhưng mà ít ra nó cũng bay được anh em ạ. Với cả là nhìn giống con người hơn một tí. Chứ con kia nhìn giống con vịt quay Bắc Kinh quá. Ủa? Nhưng mà cái con này bay chậm hơn con kia anh em ạ. Con này bay chậm hơn con kia rồi. Thôi chắc phải đi xuống đây. Mình biết đấy con kia. Con kia bay nhanh hơn anh em ạ. Đấy con này bay mắt nhanh luôn. Anh em thấy không? Tốc độ con này nhanh hơn là tốc độ của cái thằng người hồi nãy nha anh em. Thằng người hồi nãy bay hơi chậm. Còn cái con này bay khá là nhanh. Vì thế mà mình quyết định là mình sẽ chọn cái con đại bàng đây. À, con Phượng Hoàng chứ nhầm. Đây là một khu vực rất là tuyệt vời đó. Nhưng mà mình đang thắc mắc là mình không biết là mình có đánh được mấy cái thuyền không ta. Trời ơi, sức mạnh của một đội trưởng của băng dâu trắng mà đúng không anh em? Sức mạnh của một đội trưởng băng dâu trắng nhưng mà bị vẫn bị Big Mom hành cho ra bã luôn. Nói chung là chỉ là một đội trưởng băng hải tặc thôi thì làm sao mà có thể so sánh được với một tứ hoàng được đúng không anh em? Không biết là anh em đã xem tới tập mà Marco chiến với cả là Big Mom chưa? Trời, mình xem cái khúc mà
mình mới chỉ xem thấy khúc mà Queen với nhau Big Mom nữa, ăn hai hit tôi đo ván luôn anh em ạ, mới biết là sức mạnh của Big Mom thế nào. Nhiều bạn nói mình ấy, anh ơi anh nói thế, hôm qua anh cứ nói là cái gì thằng Luffy nó luyện tập có mấy ngày đánh được mấy người bao nhiêu năm, anh không thấy là thằng Kaido nó cho một chày là chết thằng Luffy à? Các bạn cứ chờ đi, khoảng mấy tập nữa thôi là Luffy nó lại đấm dụng hàm của Kaido luôn đấy mà. Các bạn không để ý mấy cái phần cũ à? Mấy phần cũ thì khi nào mà chờ Luffy sẽ bị ăn hành tơi tả, xong khúc cuối tự nhiên lại hành lại tất cả, anh em không thấy à? Đấy, thì nói chung là cái logic nhân vật nó mạnh lên thì nói chung là mấy đứa con cưng của tác giả thì khi nào được búp hết đấy. Chỉ trừ có Sanji, Sanji được búp đúng một lần là khi trở thành gọi là hoàng tử của Gekma 66 đúng không? Nhưng mà cũng chỉ là hoàng tử gọi là con ghẻ thôi anh em ạ. Đấy, khổ lắm. Hồi trước cứ tưởng được búp mạnh lắm, ai ngờ ông chỉ là thằng con ghẻ. Ồ mà các bạn có để ý không? Sao hôm nay mình không thấy có cái thuyền nào vậy? Chắc phải đi ra ngoài khơi rồi anh em ạ. Ở đây có một cái ngôi nhà rất là bự heng. Mình đậu ở đây nào. Không, đây cũng chỉ là ngôi nhà bình thường thôi. Chỉ là ngôi nhà bình thường để mình test thử chiếc số 6 nào. Wow, hình như ông ở dưới chết luôn đấy anh em. Không biết là cái chiêu ép sung của mình có giết được cái ông sư phụ ở dưới không. Nếu mà giết được thì chứng tỏ là cái con Phượng Hoàng này quá mạnh anh em ạ. Chết luôn rồi anh em ơi. Phải đạn. Ồ mình nhớ là bình thường ở đây nó sẽ có dương chứ nhở. Phải không ta? Mạnh quá các bạn ơi. Mình tưởng là ông ấy mạnh thế nào, ai ngờ ăn một hit cũng đi luôn anh em ạ. Ghê thật. Vậy là cái chiêu của Marco là cực kỳ khủng luôn anh em ạ. Chiêu số 6 của Marco có thể gọi là một hit tiêu diệt cả một con tàu hải quân anh em ạ. Ua, được quá lò. Từ từ nhá, bây giờ mình phải đi tìm một cái con tàu hải quân để mình test thử cái sức mạnh của trái ác quỷ của Marco xem thế nào. Lẽ ra là giờ này mình đang đi ngủ ấy anh em, nhưng mà đi tìm mãi không thấy cái thuyền đâu ạ. Vãi đạn. Nếu như có thể thì các bạn biết điều gì không? Hình như là mấy con zombie nó sẽ không khiến cho mình mất máu được khi mà mình ăn cái trái ác quỷ này. Trừ những đứa nào mà có mấy cái, trừ có mấy cái thằng hải quân nó cầm súng mà có đạn hải lâu thạch ấy, thì chắc nó tấn công được mình thôi. Để mình xuống mình xem có con zombie nào dưới không nha. Nếu mà có con zombie nào dưới thì mình xuống mình test thử sức mạnh của chúng nó luôn, để xem chúng nó có đánh vào người mình được không. Đánh vào người mình búp phát là lại đầy à. Rồi. Hello. Sao không thấy em zombie nào đây vậy? Chắc phải đứng lại một tí ấy, chúng nó mới spawn ạ. Đây anh em ơi. Các bạn hãy xem đây. Mình nhảy xuống phát nhá. Đấy, nhảy xuống phát. Đi hết. Ghê chưa? Ủa, quá mạnh. Rồi để xem con này nổ có mất máu không nhá. Con Creeper nổ xem có mất máu. Ủa nó đâu? Nó ở dưới sao? Từ từ, không cần phải qua đâu, tôi bay qua với cậu đây. Đấy, hello. Đánh mình đi nào. Hãy đánh mình đi nào cậu zombie. Đánh nghe. Vẫn mất máu anh em ạ. Ảo thế. Trái quỷ gì cùi quá vậy. Mình bắn cái con Enderman này nhá. Ua. Tấn công đấy. Nào bạn ơi, bạn xem đấy. Bạn nhờn với mình à. Chết luôn anh em thấy không. Qua mạnh. Được ạ, mình đi săn Enderman mà cái cách này được đấy các bạn. Những cái canh ở dưới con Enderman là mình lại dùng một hit. Mình nhảy từ trên không nhảy xuống. Thế nó vỡ mồm luôn anh em. Quá mạnh luôn. Nhưng mà mình sợ là mình tấn công nhầm phải mấy con gà nữa các bạn ạ. Cho nên là mình không dám. Nhưng mà nếu mà mình cứ thấy con Enderman nào ấy. À, dành cho các bạn không biết nhá. Thì bọn Enderman nó xuất hiện ở sa mạc sẽ nhiều hơn là mấy bọn Enderman nó xuất hiện ở mấy khu vực bình thường nha. Bởi vì chúng nó thích bê cát hơn là bê đất đấy mọi người. Mình cũng chả biết tại sao đấy. Chúng nó thích bê cát hơn là bê đất đấy. Nào. Em ơi. Sao mà chịu nổi. Đấy, nếu mà khi hết máu chúng ta lại búp lên. Úi giời, dễ. Mình không biết chiêu 6 là chiêu gì à? Chiêu 4 là chiêu gì nhưng mà mình cứ cầm vào. Mạnh không anh em? Một nhảy là đi luôn kia các bạn ạ. Người ta gọi là một chấm là say đắm, hai chấm là đắm say, ba chấm là ngất ngây và bốn chấm là lé luôn anh em ơi. Quá là bá đạo. Cho mình phải săn thêm một ít cái trái quỷ này á. Lại có cái này đây. Nói chung là đi tìm mấy kim tự tháp ở trong cái trò này là rất là ngon nha mọi người. Mình nghĩ là mình khuyên mọi người là nên đi tìm mấy kim tự tháp, bởi vì mấy kim tự tháp ở trong cái trò này khá là phê. Nào, hello hai chú Skeleton. Sao mà chịu nổi. Sức mạnh gọi là kinh thiên động địa của anh. Bắt đầu nhá. Tiếp tục. Như nào ta? Mình đã quên mất tiêu rồi. Đây. Cách xuống là chúng ta cứ đào như này ha.
Đó. Không mang đuốc theo rồi. Đây, có mang anh em ạ. Mình nghĩ là mình nên cắm đuốc vào cho anh em nhìn chứ không nó tối om mà. Nó tối om mà anh em ạ. Đây, đập cái này ra. Ok. Có diamond. Nhưng mà mình không cần diamond đâu. Mình cần vàng cơ. Kệ chứ. Có rất là nhiều vàng anh em ạ. À có rất nhiều kim cương, chắc là cũng lấy ạ. Lấy để mốt ui. Giàu rồi. Nói thật với anh em ạ, quý như vàng mà. Đúng rồi đấy. Nếu mà chúng ta không có Skypier thì mình nghĩ là chúng ta nên đi tìm một một cái gì đó tuyệt vời hơn. Chắc là mốt mình sẽ làm mấy cái thằng lính đánh thuê ở băng mũ rơm nữa anh em ạ. Mình sẽ đi thuê mấy thằng lính đánh thuê ở băng mũ rơm nữa cho anh em xem. À, bây giờ thì mình sẽ chạy vòng vòng quanh khu này xem nó có gì hot không. Ok ok ok. Ui, các bạn nhìn cú nhảy alpha của mình mà nhảy mấy con này sẽ như nào. Các bạn không biết đúng không? Mình sẽ cho các bạn xem. Đó là sao nó không nhảy? Chết nhầm. Đây. Nhảy. Ui. Mạnh không anh em? Trời ơi, mạnh dã man con ngan ngỗng luôn. Ôi, tập này mình chỉ đi test sức mạnh thôi mà nó phê vãi cả nồi luôn anh em ạ. Ui. Bây giờ như là bây giờ mình có đủ rất là nhiều đồ đấy. Ơ, lại là một ngôi làng nữa ở đây à? Có rất là nhiều ngôi làng nhưng ngôi làng nó có thợ rèn. Thế là mình sẽ vào. Ủa, sao cái ngôi làng nó có mấy cái nhà thế nhở? Ngôi làng nó có mấy cái nhà thôi anh em ạ. Mà nên tuyệt chiêu của cái thằng Marco ấy nó. Ui, hình như mình giết cả người dân trong làng rồi anh em ơi. Ôi. Ui, mình tàn sát một ngôi làng, mình Sasuke rồi. Ui, mình làm một phát chết cả ngôi làng anh em ạ. Ui, ác thế. Ui. Ui, chỉ như dân trong làng này đi hết rồi các bạn ơi. Vãi loèn. Ôi, tôi chết rồi. Sao mình có thể trở thành một người như... Sorry mọi người nhá. Mình không biết là sức mạnh của trái nó lại tởm như vậy. Ghê quá vậy. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Sorry mọi người, mình không cố tình nha. Bởi vì đấy là do cái game đấy. Game này nó làm như thế đấy mọi người ạ. Chứ mình cũng đâu ngờ là mình nhảy một phát mà nó lại ghê gớm như thế đâu anh em. Sợ thật sự. Trời ơi, ui lại có một cái kim tự tháp ở đây nữa. Vâng, và đây là những cái điều mà mình cực kỳ mong muốn đấy mọi người. Đó, mình cực kỳ thích những cái kim tự tháp như thế này. Bởi vì khi có những cái kim tự tháp như này ấy thì chúng ta sẽ he he he. Nào, tuyệt kỹ cú nhảy. Buộc đi hết. Không phải nó nhiều. Ui, nó lan ra luôn đấy anh em. Ủa, và đây là mấy cái? À, một cái đúng không? Một cái kim tự tháp à. Mà phê quá đi. Tôi không ngờ lần đầu tiên là tôi có một cái trái ác quỷ mà nó phê như này luôn anh em. Hồi trước tôi chơi trái Mera Nomi nó cũng đâu có phê như này. Ui, tận cùng của sự phê pha thì nó cũng chỉ thế này thôi anh em ơi. Quá là tuyệt vời luôn. Đây đúng là thứ mà mình đang tìm kiếm bấy lâu anh em ạ. Quá là tuyệt. Thứ như này là chỉ đáng để cho mình duyệt thôi anh em ạ. Quá xứng đáng để cho chúng ta duyệt đúng không? Nào, đặt đập cái này ra. Vàng nè. Ngọc lục bảo. Ui, ngon canh cùng vũ lít quá nhờ. Với cả là bây giờ chúng ta có trái này, chúng ta xuống chúng ta lấy mấy cái vàng này. Ui dồi ôi, ngon quá các bạn ơi. Ui, 52 vàng rồi. Mình nghĩ là mình đủ để mở tất cả các trái ác quỷ trong cái game này rồi các anh em ạ. Sao cuộc đời của mình nó đỏ đấy nhờ. Mở tất cả các dương rồi lấy tất cả các trái ác quỷ rồi. Tôi sẽ trở thành vua hải tặc thôi. Mình nghĩ mình sẽ sớm trở thành vua hải tặc thôi anh em ạ. Ôi Marco bá quá các bạn nhìn nhá. Bây giờ tôi sẽ cho anh em xem trình diễn một đêm duy nhất. Một đêm duy nhất này. Tất cả những con ở xung quanh luôn. Đi hết. Không phải nó nhiều. Quá mạnh. Con này mang đi luyện tuyệt chiêu thì quá phê luôn anh em. Nhờ. Con này mà mang luyện tuyệt chiêu thì quá là phê pha như chị hàng Nga luôn. Nào. Tất cả sẵn sàng chưa? Đúng rồi, bu hết vào đây. Bu đông đi thúi. Này thì bu đông đi thúi. Ui, không có một bóng người nào đây nữa. Ghê quá các bạn ơi. Đúng là siêu gọi là đội trưởng đội mấy nhờ anh em nhờ? Đội 2 à hay đội 1 nhờ? Như đội trưởng đội 1 luôn hay sao ấy? Marco Phượng Hoàng. Quá bá. Bá đạo trên từng hạt gạo luôn. Nhưng mà ok. Ok ok ok. Chắc là chúng ta sẽ dừng cái clip ở đây thôi. Hôm nay mình đã cho anh em thấy sức mạnh của Marco Phượng Hoàng rồi đúng không? Nếu các bạn thấy hay đừng quên bật lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Nếu clip này đạt được 2000 like thì chúng ta sẽ tới với clip tiếp theo nhá. Còn bây giờ thì ai ai bờ ai bye.